Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Ở video này, cô và các em sẽ cùng nhau ôn tập để chúng ta chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới. Về hình thức kiểm tra giữa học kỳ 1 thì chúng ta sẽ làm trực tiếp tại lớp, thời gian là 45 phút. Hình thức kiểm tra là 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Chúng ta sẽ ôn 4 bài. Bài 1, tự hào về truyền thống quê hương. Bài 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Bài 3, học tập tự giác, tích cực. Bài 4, giữ chữ tín. Về phần nội dung ôn tập, về lý thuyết, các em xem kỹ cho cô phần nội dung bài học mà chúng ta đã viết trong tập. Về phần bài tập, chúng ta sẽ xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và đề cương ôn tập cũng như là video clip mà cô sẽ gửi lên trên trang web. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 1, tự hào về truyền thống quê hương. Ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 phần. Một nhỏ, thế nào là truyền thống quê hương? Là những giá trị vật chất, tinh thần mà người dân ở một vùng đất cụ thể tạo ra và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hai nhỏ, một số truyền thống quê hương. Một số truyền thống quê hương được thể hiện như truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống đoàn kết và truyền thống cần cù lao động. Ngoài ra còn một số truyền thống chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Ba nhỏ, biện pháp để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương. Để giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương, chúng ta cần tìm hiểu về giá trị của truyền thống, bảo vệ và phát huy giá trị tốt đẹp từ truyền thống, tích cực quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước. Cần phê phán việc làm, hành động thiếu ý thức, trách nhiệm đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của quê hương, làm ảnh hưởng đến giá trị, hình ảnh của cộng đồng. Bài số 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Phần 1 nhỏ là khái niệm, thế nào là quan tâm? Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác. Cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ. Chia sẻ là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình. Hai nhỏ, biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ được thể hiện qua lời nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, v.v. hay những hành động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ba nhỏ, rèn luyện. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Qua đó, chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau. Để rèn luyện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ, chúng ta cần quan sát, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Chủ động, quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác, khích lệ bạn bè cùng thực hiện, góp ý, phê phán thói ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác. Bài số 3, học tập tự giác, tích cực. Khái niệm, thế nào là học tập tự giác, tích cực? Là chủ động, thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra. Hai nhỏ, biểu hiện, học tập tự giác, tích cực được thể hiện qua việc 2 chấm xác định đúng mục đích học tập, lập thời gian biểu khoa học hợp lý, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Phần 3 nhỏ, ý nghĩa, học tập tự giác tích cực giúp ta có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết, gặt hái nhiều thành công và được mọi người thừa nhận, tôn trọng. 4 nhỏ, rèn luyện, học sinh phải rèn luyện tính tích cực tự giác trong học tập. Cần nhắc nhở và giúp đỡ những bạn chưa tích cực tự giác trong học tập để cùng nhau tiến bộ. Bài số 4, giữ chữ tín. Thế nào là giữ chữ tín? Chữ tín là sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. Biểu hiện của giữ chữ tín là biết giữ lời hứa, đúng hẹn, đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ. Ý nghĩa, chữ tín trong cuộc sống vô cùng quan trọng. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau. Người không giữ chữ tín sẽ không được mọi người tin tưởng và khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực. Việc giữ chữ tín giúp chúng ta có thêm ý chí, nghị lực và tự hoàn thiện bản thân. Cách rèn luyện,
Để rèn luyện việc giữ chữ tín, chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm. Phê phán những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín. Vừa rồi cô và các em đã tìm hiểu xong phần lý thuyết của 4 bài. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần trắc nghiệm. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Những món quà quyên góp của người dân đến đồng bào miền Trung chịu thiệt hại về bão lũ là xuất phát từ truyền thống nào sau đây? A. Tương thân tương ái. B. Dũng cảm. C. Cần cù lao động. D. Hiếu học. Câu trả lời của cô là tương thân tương ái. Câu số 2. Nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xóa bỏ? A. Nhân ái. B. Các lễ hội truyền thống. C. Nghề truyền thống. Và D. Tảo hôn. Vậy thì hủ tục tảo hôn là hủ tục cần phải được xóa bỏ. Chúng ta chọn câu D. Câu số 3. Hành vi nào sau đây không thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ? A. An ủi. B. Động viên. C. Hỏi thăm. D. Chăm chọc. Và câu trả lời của cô là D. Câu số 4. Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào sau đây? A. Gặt hái được nhiều thành công. B. Kết quả trong học tập sa sút. C. Bị mọi người kỳ thị, coi thường. D. Sự xa lánh, cô lập của bạn bè. Và câu trả lời của cô là A. Gặt hái được nhiều thành công. Câu số 5. Câu tục ngữ thành ngữ nào dưới đây phản ảnh về sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? A. Trâu buộc, ghét trâu ăn. B. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. C. Mèo khóc chuột. D. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Câu trả lời của cô là D. Câu số 6. Trên đường đi học, Hờ thấy một em bé đang khóc vì bị lạc bố mẹ. Nếu là Hờ, em nên chọn lựa cách ứng xử nào dưới đây? A. Hỏi và giúp đỡ em tìm lại bố mẹ. B. Trêu chọc em vì thấy em đang khóc nhè. C. Làm ngơ vì không liên quan đến mình. D. Chụp ảnh đăng Facebook với vẻ thích thú. Và đáp án của cô là A. Hỏi và giúp đỡ em tìm lại bố mẹ. Câu số 7. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Siêng năng kiên trì. B. Quan tâm cảm thông và chia sẻ. C. Học tập tích cực tự giác. D. Cần cù lao động. Và đáp án của cô C. Câu số 8. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác tích cực? A. Xác định đúng mục đích học tập. B. Thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học. C. Không làm bài tập về nhà. D. Chép bài của bạn để đạt điểm cao. Đáp án của cô là A. Câu số 9. Đối lập với tính tự giác tích cực trong học tập là thái độ gì? A. Trung thực. B. Chây lười ỷ lại. C. Siêng năng kiên trì. D. Cần cù chăm chỉ. Đáp án của cô là chây lười ỷ lại. Câu số 10. Câu nào dưới đây không phản ảnh đúng truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam? A. Yêu nước. B. Tôn sư trọng đạo. C. Hèn nhát. D. Cần cù lao động. Và đáp án của cô là C. Hèn nhát. Câu 11. Giữ chữ tín là A. Coi thường lòng tin của mọi người đối với mình. B. Tôn trọng mọi người. C. Yêu thương tôn trọng mọi người. D. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. Câu trả lời của cô là D. Câu 12. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín? A. Thực hiện đúng như lời hứa. B. Hứa nhưng không thực hiện. C. Không hoàn thành nhiệm vụ được giao. D. Đến trễ so với thời gian đã hẹn. Câu trả lời của cô là A. Thực hiện đúng lời hứa. Câu số 13. Nội dung nào dưới đây là hủ tục của quê hương cần được xóa bỏ? A. Tương thân tương ái. B. Tổ chức ma chay linh đình. C. Hiếu học.
D. Tôn sư trọng đạo. Và câu trả lời của cô là B. Câu 14, điền từ thích hợp vào chỗ trống trong khái niệm sau đây. 3 chấm là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình. A. Quan tâm. B. Cảm thông. C. Chia sẻ. D. Yêu thương. Và câu trả lời của cô là chia sẻ. Câu 15, coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là A. Ích kỷ. B. Hài lòng. C. Hạnh phúc. D. Giữ chữ tín. Và đáp án của cô là D. Câu 16, dệt lụa là nghề truyền thống của cư dân ở địa phương nào dưới đây? A. Làng Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. B. Làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. C. Làng Vòng, Cầu Giấy, Hà Nội. D. Làng Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa. Và đáp án của cô là A. Hà Đông, Hà Nội. Chúng ta qua phần tự luận. Câu số 1, tại sao chúng ta cần phải học tập tự giác tích cực? Nêu hai việc làm thể hiện bản thân em đã có tính tự giác tích cực trong học tập. Viết hai câu ca dao tục ngữ nói về tinh thần học tập tự giác tích cực. Gợi ý trả lời của cô. Chúng ta cần phải học tập tự giác tích cực. Bởi vì khi mà chúng ta học tập tích cực tự giác sẽ giúp chúng ta có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết, gặt hái nhiều thành công và được mọi người thừa nhận, tôn trọng. Ở cái phần này nó là phần bài học ở hai La Mã. Các em lật ra xem bài học tập tự giác tích cực. Nêu hai việc làm. Thứ nhất, lập thời gian biểu khoa học hợp lý. Thứ hai, tự giác học tập không cần ai nhắc nhở. Câu ca dao tục ngữ cô cho ví dụ như là dao có mài mới sắc, người có học mới nên, hoặc là tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ. Danh ngôn học, học nữa, học mãi. Ngoài những câu này ra, các em có thể tự tìm những câu khác. Đây chỉ là phần gợi ý trả lời của cô thôi. Chúng ta qua câu số 2. Ca dao sao nói về truyền thống đáng quý nào của nước Việt Nam? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Nêu một việc làm của bản thân em để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp này. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Câu ca dao dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 nói về truyền thống uống nước nhớ nguồn của nước Việt Nam ta. Việc làm: tìm hiểu về các truyền thống của quê hương hoặc là tham gia các hoạt động thiện nguyện do địa phương tổ chức như thăm hỏi, giúp đỡ người già neo đơn, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, vân vân. Câu số 3, em sẽ làm gì trong các tình huống sau để thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ với mọi người xung quanh? A. Trời nắng, bố đi làm về mồ hôi nhễ nhại. B. Mẹ đang nhặt rau để chuẩn bị cơm chiều. C. Em trai nhờ hướng dẫn bài toán khó. Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Khi mà trời nắng, bố mình đi làm về mồ hôi nhễ nhại mệt, thì chúng ta có thể hỏi thăm bố có khỏe không, hoặc là chúng ta có thể rót nước mời bố, vân vân. Các em sẽ có rất là nhiều hành vi để làm tùy các em, và đây chỉ là gợi ý của cô. Câu số B. Câu B, khi mà mẹ nhặt rau để chuẩn bị cơm chiều thì chúng ta có thể đến phụ nhặt rau với mẹ. Câu C, khi mà em trai nhờ hướng dẫn bài toán khó thì chúng ta có thể giảng giải bài toán cho em trai mình hiểu rõ hơn về cách làm. Câu D, bạn của em có chuyện buồn. Câu E, trường em phát động phong trào Tết vì người nghèo. Câu F, trong giờ kiểm tra bạn chưa học bài, ngỏ ý muốn xem bài của em. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong các tình huống sau? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Khi mà bạn mình có chuyện buồn thì chúng ta có thể đến hỏi thăm, an ủi bạn. Và khi mà trường chúng ta phát động phong trào thì chúng ta có thể tham gia. Câu F, trong giờ kiểm tra bạn ngỏ ý hỏi bài, muốn xem bài của mình thì chắc chắn chúng ta không đồng ý. Và sau giờ kiểm tra chúng ta có thể hỏi thăm bạn,
và có thể giảng giải lại cho bạn hiểu rõ hơn về cái bài vừa rồi mà bạn không làm được. Câu số 4, em hãy lập bản kế hoạch học tập cho năm học này và những việc làm cụ thể về tính tự giác tích cực trong học tập. Và đây là gợi ý trả lời của cô. Các em có thể tự lên kế hoạch phù hợp với lịch học của mình ở trường cũng như là ở nhà. Rồi chúng ta sẽ phân bố thời gian hợp lý giữa việc học và việc chơi. Và đến thời gian sắp thi thì các em nên sắp xếp việc học, ôn bài nhiều hơn để chuẩn bị cho kỳ thi. Có nghĩa là chúng ta sẽ giảm bớt cái giờ chơi, tại vì chúng ta sắp bước vào các mùa, các lịch để ôn thi. Và cuối tuần thì em hãy dành thời gian để phụ giúp ba mẹ những việc lặt vặt trong nhà phù hợp với lại cái khả năng của mình. Câu số 5, em hãy đọc các trường hợp sau và trả lời câu hỏi. A. Trong buổi sinh nhật của em, N, M và L đến muộn gần 45 phút mà không báo trước và cũng không xin lỗi. Câu B. Em tìm quả bóng để chơi mà không thấy, thì ra bạn hờ mượn một tuần trước và hứa cuối tuần trả nhưng lại quên. C. Chiều nay do mãi chơi với nhóm bạn, K đã quên nhiệm vụ đón em gái đi học về như lời bố dặn. Câu hỏi, em có suy nghĩ gì về các trường hợp trên? Theo em, những người không biết giữ chữ tín, không tôn trọng chữ tín có đáng bị phê phán không? Vì sao? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. Ở trường hợp A, các bạn N, M, L là những người không biết giữ chữ tín. Các bạn đến trễ mà cũng không báo trước và khi đến nơi vẫn không xin lỗi bạn của mình. Câu B, bạn hờ là người không biết giữ chữ tín, bạn đã mượn quả bóng của người ta và hứa cuối tuần trả nhưng vẫn chưa trả. Câu C, bạn K là người không biết giữ chữ tín, bạn đã hứa với bố là sẽ đón em gái mình nhưng bạn đã không thực hiện đúng theo lời hứa của mình. Câu hỏi kế tiếp, theo em thì những người không biết giữ chữ tín, không tôn trọng chữ tín thì có đáng bị phê phán không? Gợi ý trả lời của cô đó là, thứ nhất là cái chữ tín vô cùng quan trọng đối với mọi người. Nếu sống mà chúng ta không có chữ tín thì mọi lời nói và hành động dẫu có thật lòng cũng chẳng ai tin. Và nếu không giữ chữ tín thì sẽ không có được sự tin tưởng và khó có được các mối quan hệ thân thiết và tích cực. Vậy là cô và các em đã ôn xong phần lý thuyết cũng như trắc nghiệm và bài tập để có thể bước vào học bài và làm bài kiểm tra giữa kỳ cho thật tốt. Cô mến chúc các em có một bài thi thật là xuất sắc. Thân ái chào tạm biệt các em.